Cô dâu nặng 200 kg bị bàn tán, chú rể nói lời xúc động. Việc chênh lệch tuổi tác, ngoại hình của cô dâu chú rể trong đám cưới vốn không còn là chuyện hiếm. Tuy nhiên có những cặp vì quá chênh lệch mà trở thành chủ đề bàn tán của quan khách, giống như câu chuyện của cặp dâu rể trong đám cưới tại Giang Tô, Trung Quốc ít ngày qua. Mọi thứ đều diễn ra bình thường, cho đến khi cô dâu xuất hiện. Cô mặc chiếc váy trắng được thiết kế riêng, thân hình mập mạp. Ngoại hình chú rể có phần trái ngược, khá mảnh khảnh, khôi ngô, cầm hoa trên tay cùng vợ tiến vào lễ đường. Rất nhiều quan khách trong khán phòng bắt đầu xì xào về thân hình nặng gần 200 kg của cô dâu. Nghe những lời bàn tán về mình, cô dâu tủi thân rơi nước mắt. Hiểu được suy nghĩ của vợ, chú rể đã đứng trước đám cưới phát biểu. Anh cảm ơn tấm lòng của mọi người vì đã đến chung vui, nhưng cũng hy vọng mọi người đến để chia sẻ niềm hạnh phúc, chứ không phải đến để chê cười. Lời nói của chú rể khiến nhiều người ngượng ngùng. Anh thổ lộ, mình cưới vợ hoàn toàn vì tình yêu, chứ không phải vì tiền bạc như nhiều người suy đoán. Bởi cô dâu cũng chỉ sinh ra trong một gia đình bình thường ở nông thôn, không phải nhà giàu sang phú quý. Cả hai yêu thương nhau thật lòng nên anh không quan trọng chuyện cô có ngoại hình gầy hay là mập. Sau cùng, chú rể đứng đối diện với cô dâu, nói lời thề và đeo nhẫn vào tay cô. Vừa nói anh vừa rơi nước mắt vì xúc động. Câu chuyện sau khi được đăng tải đã chiếm được tình cảm của nhiều người. Đa số chúc phúc cho cô dâu chú rể, mong cặp đôi mãi mãi hạnh phúc. Đừng vì vẻ ngoài mà đánh giá nhân cách một con người, cứ thấy họ mập thì chê họ xấu hay sao? Một người ngoại hình dù không xinh đẹp, nhưng tâm hồn và tấm lòng họ lại rất đẹp, hãy tin điều đó. Một người dùng mạng bình luận. Bên cạnh đó, cũng có người khuyên chú rể nên cùng cô dâu nỗ lực tập thể dục để giảm cân, bởi việc thừa cân có thể gây ra nhiều bệnh lý, ảnh hưởng đến sức khỏe.